vị và các bạn, là địa phương được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới ở Lâm Đồng. Trong những năm qua, từ nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn lồng ghép khác, huyện Đơn Dương đã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, trong đó có hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, đến thời điểm này, trên địa bàn huyện vẫn còn một số cây cầu quá cũ, đặc biệt là những cây cầu bắc qua sông Đa Nhiêm, gây khó khăn trong việc đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương. Cầu Cado, cây cầu nối liền giữa xã Lạc Lâm với xã Cado và các xã nam sông Đa Nhiêm, huyện Đơn Dương. Hàng ngày có rất nhiều phương tiện lưu thông trên cây cầu này. Vì đã đưa vào sử dụng quá lâu, cầu lại xây dựng thiếu kiên cố, nên dẫn đến nguy cơ có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Và thực tế, trong thời gian vừa qua, tại đây đã xảy ra những vụ tai nạn chết người. Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông, ngành chức năng ở địa phương đã lập biển báo, hạn chế những xe có trọng tải lớn qua cầu. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp mang tính tạm thời. Rất là nguy hiểm, biết sao không? Thứ nhất là mấy cái miếng sắt nó cong lên, chạy xe nó đông tập vô trong xe. Thứ hai nữa là nó trơn trượt, nếu mà xe mà chạy qua nhiều là đổ sụp đấy. Tại cầu này chỉ gần như giải chiến thôi mà. Cũng bắt qua cầu huyết mạch nối thị trấn Thành Mỹ với xã Tu Tra và xã Ca Đơn, huyện Đơn Dương. Ngoài việc phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển, trao đổi hàng hóa của người dân địa phương, cây cầu này còn là cầu nối, rút ngắn khoảng cách đến trường của các em học sinh bên bờ Nam Đa Nhiêm. Cầu yếu, mặt cầu hẹp, lại không có lan can che chắn an toàn. Dù biết là nguy hiểm, nhưng hàng ngày, người dân ở hai bên bờ Đa Nhiêm vẫn phải qua lại trên cây cầu này. Cây cầu thì về mùa nước lũ rất nguy hiểm. Dân qua lại cũng có nhiều người bị té rồi. Đó, mà nhất là chở hàng hóa lưu thông ra huyện Đơn Dương thì coi như rất phức tạp, xe lớn thì không qua được. Đó, thành thế là coi như cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con trong làm ăn nông nghiệp. Trên dòng sông Đa Nhiêm, đoạn chảy qua địa bàn huyện Đơn Dương, ngoài cầu 14 đã được xây dựng kiên cố, hai cây cầu còn lại vẫn còn trong tình trạng xuống cấp, tạm bợ. Cái việc đi lại của bà con thì rất là cần thiết và rất là bức xúc đối với cái hai cầu yếu trên địa bàn huyện. Hiện nay thì đối với cầu Cado thì vừa qua thì vào ngày 1 tháng 8 năm 2016 là Ủy ban nhân tỉnh đã có quyết định số 1658 phê duyệt thiết kế, dự toán và thi công cái cầu này. Vừa qua thì Sở Giao thông cũng đã tổ chức đấu thầu và được biết là đơn vị trúng thầu là công ty xây dựng cầu 18 ở Hà Nội. Đối với cầu Ông Thiều, Ủy ban dân huyện đã chỉ đạo cho Trung tâm Quản lý Khai thác Công cộng huyện đang tiến hành lập hồ sơ dự toán để xin cái vốn viện trợ của cái tổ chức SICA. Hiện nay nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa trên những cây cầu qua sông Đa Nhiêm là rất lớn. Để đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là trong mùa mưa lũ, thì việc gấp rút triển khai xây dựng cầu mới là yêu cầu mang tính cấp thiết. Một số bạn thắc mắc rằng, làm sao để cắm được hoa hồng nở vào đúng thời điểm mình mong muốn? Chu kỳ của hoa hồng trổ bông thường từ 45 đến 55 ngày tại các vùng có khí hậu nhiệt độ mát mẻ.